Đây là con sò của vùng Aomori của Nhật Bản. Rồi bây giờ mình tách thử một con sò đẹp để xem nó hấp dẫn ra sao nhé. Các bạn thấy là nó đã được làm sạch cát ngay từ lúc mà đánh bắt lên luôn rồi. Còn cồi sò thì thịt căng tròn và mơn mởn. Trời, sò nuôi hơn một năm mà chỉ có 7cm thôi đó. Sò đẹp được ngư dân gieo trồng vào cuối tháng 3. Đây cũng là thời điểm hoa anh đào nở. Wow, thật là đặc biệt. À, đây là trứng của sò đẹp dưới kính hiển vi. Lúc mới thụ tinh thì nó chỉ có 60 micron thôi. Sau 3 ngày thì nó được 120 micron và sau 2 tuần thì nó được 180 micron. Tới 50 ngày sau thì nó chỉ đạt được là 300 micron. Tức là chỉ có 0,3 mm thôi. Và đây cũng là thời điểm mà hết mùa hoa anh đào nở. Đây là hình ảnh mà sò Aomori được 50 ngày tuổi này cả nhà. Nhìn thích quá à. Bác ngư dân đang kéo lên cho mình xem nè. Ta-da! Xin giới thiệu với cả nhà những con sò đẹp giống Aomori 50 ngày tuổi, 0,3 mm. Sò Aomori được nuôi hoàn toàn tự nhiên dưới biển. Chính vì vậy mà chất lượng của sò phụ thuộc hoàn toàn vào cái vùng nó được nuôi trồng. Và ngư dân ở đây họ đã chọn Mutsu làm nơi tập trung để mà nuôi trồng sò đẹp. Yếu tố thứ nhất là do nó là vùng biển nằm cách xa bờ, nó không bị ảnh hưởng bởi con người, cho nên đây chính là vùng biển cực sạch. Đồng thời, Mutsu cũng được bao quanh bởi các dãy núi và đây cũng chính là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho sò đẹp Aomori. Bạn có thể tưởng tượng được, ở đây là cái nơi có cái nguồn nước giàu khoáng chất bậc nhất ở Nhật Bản. Và kéo theo đó là cái nguồn thức ăn của sò chính là những cái sinh vật phù du cực kỳ dinh dưỡng và cực kỳ chất lượng. Ôi, lúc này là các bạn đã thấy những cái con sò đẹp giống li ti rồi đúng không? Nó chỉ có khoảng 8 mm thôi. Và thời điểm lúc này là đang là cuối tháng 7 đó, là mình đã nuôi trồng sò đẹp được 4 tháng rồi đó, mà nó chỉ có tí xíu đó thôi. Thời điểm mà từ cuối tháng 7 cho tới tháng 9 thì là thời điểm mà sò đẹp phát triển mạnh nhất, nên những ngư dân họ bắt đầu họ đổi nhà cho những con sò đẹp giống này trong những cái túi lưới có diện tích rộng hơn và mật độ những con sò đẹp giống ít hơn để cho nó có thể phát triển tối đa nhất. Bây giờ mình có thể tưởng tượng được một cái bức rèm dưới biển được làm bằng những cái túi lưới sò đẹp. Nếu mà có cơ hội mà mình được thấy bằng mắt luôn thì chắc là rất là đẹp đó. Wow, mình cảm nhận được là cái sản phẩm sò đẹp Aomori này nó chứa những cái gì mà tinh tế nhất và giá trị nhất của những ngư dân nơi đây. Họ nghiên cứu rất kỹ về con giống, về thời điểm gieo trồng như thế nào là tốt nhất, những cái phương thức mà nuôi trồng canh tác mà tốt nhất để cho sản phẩm được phát triển một cách mà hoàn thiện nhất. Vào cuối tháng 9 thì sò đẹp bắt đầu vô trong những cái chu kỳ mà phát triển ổn định của nó. Thì ở thời điểm này thì sò đẹp đang là 2,5 cm. Bạn có thể thấy là từ tháng 7 tới tháng 9 thì nó phát triển rất là mau, chỉ từ 8 mm lên 2,5 cm thì nó đang là tăng tới 17 mm nữa. Trong khi đó từ tháng cuối tháng 3 cho tới tháng 7 thì nó chỉ có 8 mm thôi. Cho nên cái việc mà hiểu rõ và phân chia từng giai đoạn của sò đẹp thì nó cực kỳ quan trọng và nó quyết định đến cái chất lượng của sò đẹp sau này. Ở thời điểm này thì những ngư dân họ cũng sẽ tiếp tục và kéo những cái túi lưới này lên để mà thay thế những cái túi lưới khác. Và bạn có thể thấy được là cái mật độ của nó lúc này là nó khoảng 15 con trên một túi thôi. Nó không nhiều như là cái giai đoạn từ 7 tới 9. Và những ngư dân ở nơi đây thì họ gọi biển là một con heo đất. Vì nếu như mà bạn không ngừng kiên nhẫn và chăm chỉ với cái công việc của mình thì cái kết quả mà bạn nhận được nó chính là một nguồn thu nhập rất là tốt và ổn định. Ta-da! Đây là những con sò đẹp được 7 cm và nó đang vào tháng 6 của năm sau. Rồi có nghĩa là từ tháng cuối tháng 3 của năm ngoái cho đến cuối tháng 6 của năm sau là nó phải hơn một năm thì nó mới đạt được size cỡ là 7 cm.
và sò Aomori được nuôi hoàn toàn tự nhiên trong một khoảng thời gian một năm là rất là dài luôn. Cho nên các bạn có thể thấy là có những san hô hay rong biển nó bám ở trên cái túi lưới như vậy. Và một điều đặc biệt là sò Aomori khi được bẫy săn thì nó đang ở giai đoạn là vị thành niên của nó. Và lúc này thì cồi sò đã lớn khoảng 2 săn rồi. Cồi rất là mềm và không chỉ là ngọt mà là ngọt rất đậm. Ngoài cái cách mà nuôi trong lòng như nãy giờ các bạn thấy thì họ còn nuôi sò ở trên dây, thì họ sẽ khoan những cái lỗ ở trên thân sò bằng máy và móc vào những cái móc và nuôi trên dây như thế này. Đấy. Và mình có thêm một cái bức rèm dưới lòng biển của cái việc mà nuôi sò như thế này, thì các bạn thấy là nó sẽ theo cái dòng nước và nó cứ lên xuống như vậy. Các bạn có thể thấy là có nhiều san hô và có nhiều rong biển nó bám trực tiếp ở trên vỏ sò để mà nó sống cộng sinh. Và đây là những cái sinh vật hoàn toàn tự nhiên và nó không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng bên trong của sò địa cả. Và giờ bạn có thể thưởng thức là sò Aomori hơn 1 năm tuổi với size cỡ là 6-8 cm tại Việt Nam. Le Con Seafood quá mê cái vị cồi mềm và đặc biệt là cái vị ngọt đậm đà của sò Aomori nên đã nhập khẩu trực tiếp chúng về. Vì Le Con mong muốn tất cả các khách hàng ở Việt Nam đều có thể được thưởng thức cái vị sò mà ngon nhất như Nhật Bản và ngon nhất cả thế giới như thế này. Và cách chế biến sò thì cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần rã đông tự nhiên rồi sau đó hấp lại khoảng 5-10 phút là bạn có thể thưởng thức được cái vị ngọt đậm của sò điệp Aomori 1 năm tuổi rồi.